Trong bối cảnh dịch bệnh khiến chăn nuôi heo suy giảm, thì việc đưa giống bò mới vào chăn nuôi theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ được đánh giá là hướng đi đúng đắn, kịp thời, mở ra cơ hội cho hàng trăm hộ chăn nuôi trên địa bàn. Gần 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn được Công an thành phố Huế phát hiện và xử lý chỉ trong vòng 1 tháng ra quân. Quảng Điền đưa phong trào ngày Chủ nhật xanh đi vào chiều sâu, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu huyện nông thôn mới. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Kính chào và chúc quý vị trong một tuần làm việc mới đầy hiệu quả. Tin chi tiết, Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức sơ kết thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng bộ tiêu chí 3 tổ 30 gắn với biểu dương tôn vinh chi bộ, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. Trong 2,5 năm qua, triển khai thực hiện chỉ thị số 184 về xây dựng chi bộ 3 tốt 30, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời ban hành chỉ thị 04 về thực hiện chỉ thị, đồng thời chỉ đạo tốt công tác giáo dục, quán triệt đến mọi cán bộ đảng viên. Hàng tháng, các cấp ủy chi bộ đã đưa nội dung biện pháp xây dựng chi bộ 3 tốt 30 vào nghị quyết lãnh đạo và phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chặt chẽ, nghiêm túc. Vì vậy, 100% cấp ủy chi bộ, cán bộ đảng viên có nhận thức tốt, hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ 3 tốt 30, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ. Kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên trong 2,5 năm qua, có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc. Đảng viên có trên 85% hoàn thành tốt và xuất sắc. 100% cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phương hướng trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ 3 tốt 30. Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể chi bộ và 5 cá nhân đảng viên tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 184. Liên kết với các hội chi hội các địa phương về xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Đây là giải pháp quan trọng được xác định tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung tham dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế cùng với toàn ngành du lịch tỉnh đón và phục vụ hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 9,9%, khách lưu trú tăng 6,5%, doanh thu từ du lịch đạt 2.405 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ. Hiệp hội vận động các đơn vị thành viên đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, hưởng phong trào ngày Chủ nhật xanh, nói không với túi ni lông, tham gia chuỗi hoạt động hưởng Festival nghề truyền thống Huế, tổ chức thành công lễ hội ẩm thực chay. Trong những tháng cuối năm, Hiệp hội Du lịch chủ trọng phát triển hội viên tại các chi hội khách sạn, lữ hành, hướng dẫn viên, phối hợp tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, tham gia các hội chợ du lịch trong và ngoài nước, xây dựng đề án tổ chức liên hoan ẩm thực quốc tế Huế 2020, vận động các đơn vị doanh nghiệp xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ các tour tuyến điểm du lịch đặc sắc phục vụ khách dịp cao điểm cuối năm và Festival Huế 2020. Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà vừa thông qua nghị quyết và phương án sáp nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Điền để thành lập xã Bình Tiến. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng Nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã về việc đề nghị thông qua phương án nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thuộc thị xã Hương Trà để thành lập xã Bình Tiến. Theo đó, thị xã Hương Trà có xã Hồng Tiến chưa đạt cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên 44,2% và quy mô dân số 31,18%. Ngay khi triển khai, Ủy ban Nhân dân thị xã đã xây dựng phương án về sắp xếp đơn vị hành chính xã Hồng Tiến. Cụ thể, sẽ tiến hành sáp nhập xã Hồng Tiến vào xã Bình Điền để thành lập xã mới có tên gọi là xã Bình Tiến. Trước mắt, trụ sở đặt tại xã Bình Điền. Xã mới Bình Tiến có diện tích 140,2 km², dân số 5.951 người, có 14 thôn. Phát biểu tại kỳ họp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà nhận mạnh, việc sáp nhập xã chưa đạt hai tiêu chí nói trên để thành lập xã mới là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Do đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính mới, cần kịp thời sắp xếp cán bộ, công chức, hợp tình, hợp lý, công bằng và đúng luật, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, để đơn vị hành chính mới sớm đi vào hoạt động ổn định.
đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi là một trong những giải pháp trọng tâm trong cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tận dụng tiềm năng thế mạnh tại các địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh khiến chăn nuôi heo suy giảm, thì việc đưa giống bò mới vào chăn nuôi theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ được đánh giá là hướng đi đúng đắn, kịp thời, mở ra cơ hội cho hàng trăm hộ chăn nuôi trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới về chương trình giống bò mới 3P đang được tỉnh triển khai tại nhiều địa phương vùng Gò Đồi. Ông Trần Văn Xuân, một trong những hộ chăn nuôi bò lâu năm ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, có 4 con bò là Brahman. Từ năm 2017, sau khi được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ phối giống bò 3B trên nền bò giống được tuyển chọn, đã sinh sản được 3B Lai. Qua quá trình chăn nuôi cho thấy giống bò Lai 3B và bò Lai Brahman cùng tuổi và có cùng cách nuôi, nhưng bò Lai 3B nhanh lớn hơn bò Lai Brahman rất nhiều. Trọng lượng bò Lai 3B 1 năm tuổi đạt 270 đến 290 kg, gấp 1,3 lần so với bò Brahman. Hiện nay thương lái rất ưa chuộng bò Lai 3B. Bò Lai 3B 6 tháng tuổi được bán với giá 16 đến 18 triệu đồng một con. Bò 12 tháng tuổi có giá 24 đến 26 triệu đồng một con, cao gấp rưỡi so với bò Lai Brahman nên hiệu quả kinh tế nuôi bò Lai 3B là rất cao. Bò 3B đẻ ra trọng lớn, dễ thích nghi với đồng ruộng ở trên tổ dân phố. Và bò 3B là có một cái phát triển về cái kinh tế, nếu như một năm bò 3B tăng trọng là một con là 270 kg đến 290 kg trên một năm. Về cái tăng là 1/3 sản lượng của đàn bò. Về cái phần giá cả của năm vừa qua, bò 3B về cái thương lái, người ta rất chuộng bò 3B này vì giống bò 3B này là cái thịt kinh tế hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 80 hộ của 4 xã phường được quy hoạch để phối giống 3B. Từ chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò Lai bằng giống bò mới này. Trong đó có 75 bò cái của 50 hộ được phối giống 3B. Kết quả đã sinh sản được 74 con bò 3B F1, hiện còn 71 con phát triển rất tốt. Thông qua việc cải tạo giống bò, các hộ nông dân còn được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, góp phần chuyển đổi nhận thức của nông dân từ chăn nuôi bò theo hướng chăn thả sang nuôi bò bán chăn thả, đầu tư thâm canh cỏ trồng và chế biến thức ăn dự trữ để nuôi bò trong mùa đông. Điều này không chỉ cải tạo, nâng cao được sản lượng và chất lượng thịt bò mà còn góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi bò. Trước đây thì bò của địa phương thì chủ yếu là bò cỏ, rất là nhỏ con. Và năng suất cũng như là cái tỷ lệ của đàn bò sinh sản là nó rất là hạn chế. Nhưng mà sau khi tiếp nhận dự án, đặc biệt là hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, rồi là kể cả thức ăn, kể cả công tác là bảo vệ cho đàn bò như thế nào, và đặc biệt là công tác lái tạo. Cho nên là cái hiệu quả của người chăn nuôi bò là được nâng lên rất là đáng kể. Trên cơ sở bình tuyển chọn ra những bò cải Lai Zebu có trọng lượng trên 280 kg có khả năng sinh sản tốt, sau đó phối tinh bò 3B có nguồn gốc từ Bỉ, đó là công nghệ tạo ra giống bò Lai 3B. Việc nâng cao năng lực kỹ thuật cho bà con nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, hình thành một quy trình chăm sóc nuôi dưỡng từ lai tạo con giống chất lượng cao, trồng cỏ, chế biến thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng, từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi quảng canh sang phương thức nuôi bán thâm canh sẽ đem lại thu nhập cao hơn, góp phần hồi phục và phát triển mạnh đàn bò trong tỉnh, giảm nhập khẩu, tiền đề chủ động nguồn thịt bò phục vụ tiêu dùng. Đây là mô hình điểm để các địa phương trong tỉnh đến tham quan, học tập và nhân rộng. Về cái sinh trưởng và phát triển của bê lai đó, thì bê lai F1 3B trọng lượng sơ sinh là nó gấp là khoảng 1,3 lần. Rồi quá trình sinh trưởng phát triển từ 3 tháng tuổi, 6 tháng, 9 tháng tuổi, 12 tháng tuổi thì nó đều là vượt trội và nó gấp đến 1,3 lần so với là bò Lai Brahman. Về cái hiệu quả kinh tế thì nếu như mà xuất bán khoảng 6 tháng tuổi thì cho cái thu nhập gấp khoảng là 1,6 lần so với là bê Lai Brahman. Còn nếu như mà bà con mà xuất bán bò khoảng 12 tháng tuổi thì thu nhập là gấp đến hơn 1,8 lần. Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 8.000 con bò cải sinh sản Lai, bình tuyển khoảng 1.000 con bò cải Lai Zebu đủ tiêu chuẩn thụ tinh nhân tạo với tinh bò giống 3B,
mỗi năm sản xuất khoảng 700 bò lai F1 3B cho thu nhập khoảng 7 tỷ đồng một năm. Điều này không chỉ thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò phát triển mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới 3B, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân đánh giá cao, tiếp nhận các kỹ thuật. Tiếp tục với những thông tin an toàn giao thông. Gần 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn được Công an thành phố Huế phát hiện và xử lý chỉ trong vòng 1 tháng ra quân. Đợt cao điểm được thực hiện nhằm kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Huế vốn đang có những diễn biến phức tạp. Trong đợt ra quân này, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư và các doanh nghiệp vận tải, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, kỹ thuật sử dụng máy đo nồng độ cồn đạt tiêu chuẩn, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bởi lẽ đa phần các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra xuất phát từ vi phạm nồng độ cồn. Sau những cuộc vui hô hào, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng ma men đưa đường chỉ lối, điều khiển phương tiện thiếu kiểm soát về hành vi chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông là rất cao. Qua một tháng ra quân, từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2019, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã phát hiện xử lý 1.444 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 134 phương tiện, ra quyết định phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó xử lý 68 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 36 mô tô, 32 ô tô với tổng mức phạt tiền là 446 triệu đồng. Công an thành phố Huế cho biết, hiện nay ngoài kế hoạch chung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đang triển khai hai kế hoạch chuyên đề để tập trung xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và xử lý số thanh thiếu niên sử dụng xe chế, đồ, chạy thanh đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rủ ga, làm mất trật tự an toàn giao thông, hướng đến kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, lực lượng liên ngành gồm Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an thành phố Huế phối hợp ra quân kiểm tra kiểm soát phương tiện hoạt động trả hình, kinh doanh vận tải khách trái phép, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, đảm bảo trật tự vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, tình trạng các xe ô tô trả hình, vận chuyển hành khách, dịch vụ xe đi kẻ, xe dù, bến cóc, xe chạy sai luồng tuyến, dừng đổ đón trả khách sai quy định đang nở rộ trong thời gian qua. Bên cạnh dịch vụ xe đi kẻ vẫn còn khó khăn trong kiểm soát thì nhiều xe tuyến cố định sau khi xuất bến lại vòng ngược vào thành phố để lập bến cóc hoặc ngang nhiên đón trả khách. Việc xử lý đối với các loại phương tiện này không khó, tuy nhiên dù qua nhiều đợt ra quân nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây ách tắc giao thông nội đô và khiến nhiều doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính bị thiệt hại nặng nề. Cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản đề nghị các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Trị, thanh tra các doanh nghiệp có chi nhánh văn phòng đại diện tại Huế do thường xuyên có phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lợi dụng xe hợp đồng, du lịch, open tour, vận chuyển khách như tuyến cố định. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được các địa phương đơn vị trên địa bàn thị xã Hương Thủy tổ chức vào dịp cuối tuần. Hơn 500 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn phường Phú Bài tham gia buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật an toàn giao thông và các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực ma túy mại dâm. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện theo quyết định 1244 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách xây dựng xã phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, mô hình phòng ngừa trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng năm 2019. Tại buổi tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn xã Thủy Phù, các em được phổ biến những nội dung cơ bản liên quan đến luật giao thông đường bộ, nhất là những quy định bắt buộc đối với thanh niên học sinh khi tham gia giao thông. Thông qua buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và văn hóa giao thông cho đoàn viên thanh niên, nhất là trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 24 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng tại Hương Thủy, 120 cán bộ phụ trách công tác đoàn hồi vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ do thị đoàn và trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã phối hợp tổ chức. Bên cạnh tích lũy thêm những kinh nghiệm trong kỹ năng quản trò, tổ chức cả trò chơi sinh hoạt tập thể, dân vụ quốc tế, dân vụ Việt Nam, các học viên còn được bồi dưỡng về công tác tổ chức đại hội đoàn cơ sở,
hướng nghiệp lập nghiệp cho thanh niên, triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2019 và di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe thông tin nhanh tình hình chính trị xã hội tại địa phương và tình hình biển đảo hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm rèn luyện phẩm chất, tăng cường kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn hội cơ sở. Hội cựu chiến binh tỉnh vừa bế giảng lớp tập huấn cho cán bộ các hội trực thuộc trên địa bàn. Lớp tập huấn cán bộ Hội cựu chiến binh tỉnh có sự tham gia của 171 học viên là các chủ tịch, phó chủ tịch hội cơ sở trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được trang bị kiến thức gồm 3 nội dung là học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội, phối hợp lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên được cấp chứng chỉ. Những kiến thức có được là hành trang quý giá để mỗi một học viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình tại địa phương đang công tác, đồng thời cùng phát triển sâu rộng phong trào của các chi hội cựu chiến binh trong thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật xanh không chỉ tạo nên diện mạo mới cho các vùng đô thị và nông thôn mà còn phát huy tác dụng tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là tại các địa phương xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận về những chuyển biến tích cực tại huyện Quảng Điền, địa phương đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Như thường lệ, Chủ nhật hàng tuần, đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện lại đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học, các tuyến đường trên địa bàn khu dân cư. Tận mắt chứng kiến không khí hăng say lao động của đông đảo cán bộ đoàn viên và nhân dân thôn Hà Cảng nói riêng, xã Quảng Phú nói chung. Trong đợt ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần này, thôn Hà Cảng hơn 100 lao động của thôn chia thành nhiều nhóm tổ chức nhặt và thu gom rác thải, chặt bỏ cây mai dương và phá cỏ dài hai bên đường. Tại địa bàn xã Quảng Thọ, một địa phương làm rất tốt phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện. Đến thời điểm này, xã đã tổ chức 21 đợt ra quân với hơn 2.780 lượt người tham gia. Ngoài ra quân làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, vợt bèo tây, cây mắc mèo tại cả trục đường dòng sông, xã đã phát động phong trào tuyến đường hoa. Đến nay trên địa bàn xã đã hình thành 6 tuyến đường hoa. Trong đó, nổi bật là ở xóm 5 và xóm của thôn La Vân Hà. Đặc biệt, tại tiền sảnh Ủy ban Nhân dân xã, những bông hoa sắc màu của các loài hoa nở rộ đã làm cho sắc màu Quảng Thọ thêm rực rỡ, xứng đáng đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đây, ý thức của người dân cũng nhắc nhở, luôn luôn cũng dọn dẹp, vệ sinh ngay chỗ buổi sáng, làm ra quân làm khoảng 1 tiếng hồ xong bà con đi làm đồng, bà con buôn bán. Và cũng như công tác vệ sinh môi trường, làm cho cái vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, các đường thôn, ngõ xóm thêm khang trang sạch đẹp. Và trên cơ sở đó thì bà con thì cũng hưởng ứng rất là tích cực cùng với cán bộ xã, cán bộ thôn để mà vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Với hiệu ứng tích cực mang lại, phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện được đông đảo người dân ủng hộ, chung tay tham gia. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã tiến hành 299 đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh với 63.266 lượt người tham gia. Từ phong trào ngày Chủ nhật xanh, nhiều điểm đen về môi trường tại các địa phương đã được giải quyết. Ngày Chủ nhật xanh không đơn thuần tạo phong trào để các đoàn viên thanh niên và nhân dân thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn nữa ý thức của người dân. Theo thời gian tới thì cũng tiếp tục thực hiện đề án này. Đây là một cái đề án rất là mở, có điểm đầu mà không có cái điểm kết thúc. Chính vì vậy mà Ủy ban nhân huyện cũng chỉ đạo đề nghị là các cấp các ngành, hệ thống chính trị các cấp từ huyện cho đến thôn tiếp tục vào cuộc và làm thế nào đó mọi người dân là đều hưởng ứng và cứ một tuần là có 60 phút để mà dọn dẹp vệ sinh từ nhà ra ngõ và các cái điểm công cộng. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng mang lại cho nhân dân trên địa bàn một môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch hơn. Việc duy trì phong trào ngày Chủ nhật xanh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như hình thành nếp sống văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường. Thưa quý vị, trong tuần qua, các chỉ tiêu nước vùng đầm phá tương đối phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý về hiện tượng rong tảo lấp kín bề mặt tại một số vùng gây ra hiện tượng phủ dưỡng và ô nhiễm nền đại ao. Phần cuối là những thông tin quan trắc môi trường cùng với những khuyến cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Một số vùng nuôi khu vực đầm phá Tam Giang hiện đang tích cực cải tạo nuôi vụ gối. Thời điểm chất lượng nước tồn đọng nhiều chất thải của vụ nuôi chính và nước bơm xả thải trong quá trình nạo vét cải tạo ao. Vì vậy, người nuôi chú ý chọn thời điểm lấy nước thích hợp, xử lý nước trước khi cấp vào ao nếu cần thiết. Tại điểm cấp nước vùng nuôi xã Vinh Giang, hàm lượng NH3 bằng 0,03mg trên lít chưa vượt quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên, khi NH3 tồn tại vẫn là yếu tố gây bất lợi cho đối tượng nuôi và rất dễ làm cho các vật nuôi sốc khí độc vào thời điểm sáng sớm. Đề nghị bà con cần thận trọng khi cấp nước vào ao nuôi, theo dõi thường xuyên các yếu tố môi trường để có phương án xử lý kịp thời khi xảy ra hiện tượng bất thường của vật nuôi. Một số nhà hàng kinh doanh ăn uống khu vực xã Phú An, xã Vinh Phú thuộc đầm phá Tam Giang tự phát rao lưới nuôi thả cá, xây dựng khu vệ sinh thải trực tiếp ra môi trường. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý và buộc tháo dỡ các công trình xây dựng không đúng quy định để giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng đầm phá. Tại điểm D khoảng 1 điều 38 luật thủy sản quy định điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Hồ sơ thủ tục đăng ký được quy định chi tiết tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn người nuôi thực hiện theo đúng quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản.